Anh tạo gì cái loại kia là khác không? Một loại thôi. Với hàng nào kia? Rồi. Một loại không với hả? Hai bốn sáu. Em đếm rồi. Anh xếp bằng 6, 15 là 30, còn đâu hàng bên trong thì đếm sau. Vâng. Thế dạ. Anh cứ xếp sau là 25 khối là ok. Có thêm được một hàng nữa không anh? Mấy viên nữa rồi. À, thế thôi, không cần phải xếp cao thế đâu hả? À, thế thôi, thế bỏ ra đếm cho dễ. Quên kiểu cố ý hay là quên kiểu vô tình? Anh Tảo đọc gia vị. Hay quá. Mày ơi. Mày quá. Đúng ý mình đâu. Đúng ý mình chứ. Đi làm đi bỏ không đi làm đi làm luôn cả bãi. Thì đúng rồi. Coi như là đúng ý mình nên. Thế thành ra lại được thêm chấm công đi. Chấm công lại có tiền. Ô tiền nhiều hơn 2 giây cho người nhiều. Thì cả một tôi mới chết đi. Mẹ à. Em đã lên chưa? Anh lên nhá. Anh đã được. Anh chưa đâu có cần lên đâu. Không cần lên đâu anh ạ. Đủ thoải mái. Thôi, thì nó có hơn 200 mấy rồi, nó không tại rồi. Hôm qua anh nhận nhiệm vụ qua cho mấy là cho thêm tiền cho anh nữa. Dạ. Vâng. Vâng. Anh cứ thấy nó khác nhau không? Nó có không anh? Có. Dạ, đến lúc nào hết thì bảo em nhé. Ông em chụp ảnh một lớp. Vâng. Ờ, tính tiếp. Năm hai gì nữa, tầm này là hết rồi, còn gì nữa, 41 ở bên trong rồi, còn gì nữa, cái này chắc là 200 năm mấy rồi. Không, một loại thùng. À, thế là một loại thùng à? Thùng năm hai thôi hết. Ừ, nhiều rồi. Mấy hàng. Mấy hàng rồi. Ừ, mấy hàng rồi. Thôi gọi em chụp một lớp này thôi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Thế hả? Không cần phải đếm đâu, cái này xếp 37 một hàng rồi. 37 một hàng là ok rồi, một cùng một loại cát tông thôi. À, cát tông này như là nó khác này. À, cát tông này nó to hơn này. Loại này nó to hơn anh Trường ạ. Tôi kệ thôi. Tôi dập đi, ông chặt kéo là mà sợ.
xe này thoải mái vậy cả. Xe là mới tất cả con xe này có gì? Dạ, thế lá thì nguyên là gì ạ? À, ngoài. Dạ. Lá thì nguyên là gì ạ? Lá thì kim liên là. Lá đấy. Lá này. Phan Kim Liên anh ở lá. Thì vâng cơ đúng không ạ? Bảo với anh bảo, ừ anh ơi em còn về nhà nấu cơm thế. Thế em. Đi làm đây em bỏ nước cơm. Nhà anh đây thì anh cân nhau là. Nó thật thà thôi, nhưng mà đúng rồi, thà đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Như là biết giờ đi đông hàng thì sẽ đúng cơm. Mấy em còn đông nước cơm, nghỉ ăn thì ăn nước cơm. Thế mà cái vụ ấy chết nhiều nhỉ anh nhỉ? Gần 44.000 ấy. Nhưng mà có những người về mười mấy ngày sống sợ. Việt Nam mình sang đấy là cũng làm được khối việc ấy nhỉ? Chết nhiều quá chứ ạ. Chứ quả nó phải qua cái độ hở để nó ăn uống nó gì đấy đúng không? Vâng. Làm chết thì có chỉ kéo. Thế hả anh? Thoải mái, vô tư. Đâu rồi, này dìm đâu rồi? Đi làm gì đấy? Xấu chứ? Điện thoại đây con. Nghe làm gì đấy? Anh chìm đi. Mới xuống rồi, mới lên xong chưa? Chưa thì bảo anh ta đang chìm vào vậy thôi chứ. Đang điện thoại. Tất cả người. Đứng ở dưới điện thoại luôn đi. Chị
chim này. Cái này như cái nó không cần chứ. Nó sống hoài luôn. Nhưng nhớ thằng này không sao nó đang ngon. Thôi cứ nhớ cái đại hoàng cái chim thôi là thở ra. Trả lại như là vừa. Một con hàng ngoài kia thì đúng rồi, tí cặp chì sau. Anh cứ đóng vào cho em cái thì em cặp chì cho. Đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Có được không anh Trường? Ok. Dạ vâng.